cũng cô giáo nha. Này anh Nguyễn Phúc, nhạc sĩ với lại nghệ sĩ trẻ Khánh Tâm. Bây giờ là đại gia đình của tụi em đi đi viếng cô giáo. Đây nhân vật chính, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân nha mọi người. Hôm nay cũng là lần thứ hai để đi ra đây, nhưng mà lần trước là đi cúng cô giáo là lúc mà ban ngày, bây giờ mình đi ban đêm. Giờ là cũng 9 giờ rồi. Mọi người đi coi ra YouTuber hết coi rồi mọi người. Lúc nào cũng quay những cái hình ảnh đẹp cho mọi người coi lại đây nha mọi người. Mọi người thấy đẹp trai không? Mọi người lúc nào cũng luôn ủng hộ kênh Vũ Luân giải trí nha. Dạ. Rồi giờ mình lên xe đi nha. Ok, let's go. Đâu đâu nói gì cho nó ké nè. Nhớ mọi người nhớ ủng hộ kênh Vũ Luân giải trí và sẵn ghé tạt ngang qua kênh Bảo Show. Đã tới cô giáo lên đây mọi người. Nghĩa trang Hàng Dương. Đây sếp của chúng ta rất là đẹp trai. Hello. Hello mọi người. Anh có muốn gửi gắm gì khán giả không nè? Cảm xúc của anh bây giờ khi mà buổi tối như thế này, anh tới đây thì tâm trạng của anh sao? Lần thứ hai ghé thăm mộ của cô giáo. Lần trước thì đi ban ngày, nhưng mà lần này thì đi ban đêm thì không biết là có đông hay không. Mời mọi người cùng đi thăm mộ của Khánh Tâm nha. Let's go. Ở đây người ta bán sẵn, người ta làm sẵn lễ vật như thế này nè mọi người. Cho nên là mình đi vô cũng khoảng 200 mét. Mình thỉnh xong mình lên mình cúng cho cô giáo. Không khí ở đây thì nó bầu trời đang mát, trời to buổi tối ở đây mát mẻ, gió rất là nhiều. Ủa không biết cho quay không? Ở đây người ta đã làm sẵn cái này, một cái phần cúng cho cô giáo đi như vậy là 1 triệu. Đầy đủ nha, trái cây ly kim ha, nói chung là đủ để dẫn để cúng cho cô giáo. Đi cái này là ngay cái mùa gió lớn. Đã lên đầu luôn. Cái mâm này nó nặng quá. Nếu mà sách bằng ơi. Hey. Có bị bài không? Gió lớn á, để dưới đi.
nặng hả? Ở bên đây là đài tưởng niệm. Qua đài trước nha. Đèn rất là sáng. Khu tưởng niệm rất là sáng cho nên mình đi mình không có cảm giác là mình sợ. Nhưng cũng đông người. Gió hơi bị lớn. Gió lớn. Đây là đài tưởng niệm. Cái thời tiết rất là thoải mái. Gió mát hiu hiu hiu. Mọi người hỏi là mình cúng cô Sáu. Mình phải qua bên đây trước. Mình sẽ qua cô Sáu. Anh cảm giác hai một lần hai bên vai luôn. Cái giỏ đó là hai cái phần mâm đồ cúng đó của một cái là của anh Luân, một cái là của Khánh Tâm nha cả nhà, một cái là của anh Luân và anh Tuấn, một cái là của Khánh Tâm và anh Phúc nha cả nhà. Đây các bạn đọc, anh đang đọc theo cái đó rồi nha, đối diện các bạn chung luôn nha. Thank you.
về cái sảnh. Mọi người cũng thấy là cũng có các con các chú. Bây giờ thì cũng đã khoảng 10 giờ rồi. Mọi người vẫn đi lãng giãn. Nhưng mà khi mình cúng xong rồi mình thấy cái lòng mình, tấm lòng mình nó cũng nhẹ nhàng, cũng thanh thản. Đúng không em? Thì em nghe kể thôi chứ cũng không có. Cánh Tâm là lần đầu tiên đi đi ra cô Sáu đó mọi người. Cánh Tâm Nguyễn Phúc. Còn Tuấn với anh Luân thì mình cũng là lần thứ hai. Rồi tôi xin kết thúc clip tại đây nha. Xin chúc cho mọi người đang xem có sức khỏe bình an và luôn gặp được nhiều may mắn. Chào hẹn gặp lại mọi người, nhớ đăng ký kênh Vũ Luân Giải Trí nha. Bye bye.